cách sử dụng tinh dầu dừa nuôi dưỡng mái tóc đẹp. Dầu dừa là một trong những sản phẩm thường được tự làm tại nhà phổ biến nhất, dùng làm kem dưỡng da, kem chống nắng và các chức năng làm đẹp khác. Về sau, dầu dừa còn được sử dụng với vai trò của một chất dưỡng tóc. Hàng trăm năm qua, tại Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Burma, Philippines và vùng Caribbean, phụ nữ đã sử dụng sữa dừa và dầu dừa để giữ tóc họ mượt mà, dài và có màu sắc tự nhiên. Những lợi ích khi dừa được dùng làm thực phẩm là không thể phủ nhận. Vậy còn dầu dừa đối với tóc thì sao? Chống rụng tóc. Rụng tóc có thể do tình trạng viêm da đầu, nhiễm nấm hoặc là do thiếu chất dinh dưỡng. Dầu dừa chứa toàn bộ những loại chất béo cần thiết cho việc nuôi dưỡng da đầu và giúp tóc dài khỏe. Ngoài ra, những chất béo này còn giúp chống lại nhiễm khuẩn da và giảm phản ứng viêm. Để sử dụng, trộn 2 thìa súp dầu của cây xô thơm với 3 thìa súp dầu dừa. Đun trên nhiệt độ thấp cho đến khi chúng hòa là một. Để ra ngoài cho nguội và thử nghiệm trên da tay của bạn. Tốt nhất là nên dùng khi nó còn ấm, tránh dùng khi còn nóng. Có thể sẽ gây bỏng cho bạn. Sử dụng toàn bộ lượng hỗn hợp vừa chế biến phía trên cho tóc, da đầu của bạn trước khi đi ngủ và ủ kín bằng khăn tắm. Rửa sạch vào buổi sáng hôm sau và lại để tóc như thường ngày. Sửa chữa tóc hư tổn. Khi so sánh với dầu khoáng và dầu hoa hướng dương, thì dầu dừa luôn được coi là sự lựa chọn hàng đầu để ngăn ngừa tóc hư tổn. Dầu dừa cũng là sự lựa chọn duy nhất để làm giảm sự mất protein và làm khỏe chân tóc. Bạn cũng có thể sử dụng dầu dừa để sửa chữa những ngọn tóc bị chẻ ngọn, mặc dù thường phải mất khoảng 6 tuần để đạt hiệu quả cao nhất. Làm mượt tóc. Tóc xoăn thường là do lớp biểu bì và chân tóc bị khô quá mức. Dầu dừa không thấm nước, tuy vậy nó lại có chức năng giữ ẩm cho chân tóc. Sử dụng dầu dừa 10-15 phút trước khi gội sạch sẽ giúp tóc bạn mượt và óng ả hơn. Bạn cũng có thể nhẹ nhàng phết dầu dừa lên vùng tóc bị chẻ ngọn để chải tóc dễ dàng hơn. Chống gầu. Gầu là tình trạng khá phổ biến, cũng có thể nói là tình trạng mãn tính do lớp da đầu bị bong gây ra. Nguyên nhân gây ra gầu có thể là do da khô hoặc do nấm. Ngoài ra còn do nhiều nguyên nhân khác. Dầu dừa trị gầu bằng cách ngăn ngừa nhiễm nấm và giữ ẩm cho da. Cách dùng: trộn đều hỗn hợp dầu dừa và dầu thô dầu với lượng bằng nhau. Sau đó massage lên vùng da đầu và giữ như vậy khoảng 30 phút trước khi gội sạch. Nếu bạn bị nhiều gầu, hãy sử dụng mẹo này mỗi khi gội đầu. Diệt cháy. Kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống nâng cao. Tuy vậy, cháy vẫn còn xuất hiện ở một số trẻ nhỏ. Hầu hết các cách điều trị cháy thường khá độc hại, gây bỏng da đầu và khiến tóc hư tổn. Dầu dừa thì được sử dụng để điều trị cháy ở trẻ nhỏ vì nó có tác dụng giữ ẩm cho tóc thay vì gây kích ứng da đầu như những cách vẫn thường dùng khác. Dầu dừa thậm chí còn có tác dụng đối với những trường hợp cháy đã kháng thuốc. Loại dầu này phủ lên cháy và dần làm chúng chết ngạt. Ngoài ra, dầu dừa còn tạo ra một lớp ngăn cách cháy với chân tóc, ngăn cản tác hại của cháy. Cách sử dụng: phết đều dầu lên tóc, để như vậy trong vòng 1-2 ngày và tiếp tục phết thêm dầu khi nó bị hấp thu vào tóc và da đầu. Bạn cũng có thể nhỏ thêm vài giọt tinh dầu trà nếu tình trạng cháy nghiêm trọng. Chống bạc tóc. Các tế bào sắc tố ở lớp đáy của mỗi nang tóc đóng vai trò tạo màu cho tóc. Tuy nhiên, khi bạn càng nhiều tuổi, những tế bào sắc tố này sẽ chết dần và hoạt động kém hiệu quả hơn. Dầu dừa chống lại tóc bạc bằng cách nuôi dưỡng da đầu và bảo vệ lớp đáy của mỗi nang tóc. Tóc khỏe hơn đồng nghĩa với việc thời gian tránh xa tóc bạc của bạn lâu hơn. Để làm việc này, massage tóc của bạn với tinh dầu dừa và chanh mỗi ngày tối thiểu 15 phút. Lời kết, nếu bạn chưa từng sử dụng dầu dừa để chăm sóc tóc của mình, thì thực sự bạn đã bỏ lỡ một bí quyết tuyệt vời. Hầu hết các loại dầu gội hữu cơ hay thảo dược đều chứa thành phần tinh dầu dừa. Tuy vậy, nếu loại dầu gội bạn đang sử dụng không có thành phần hữu ích này, bạn hãy tự thêm loại tinh dầu hữu ích này vào để chăm sóc mái tóc của mình.